inflow và outflow thôi đúng không? Phải không? Yeah, application của cái differential equation. Ý là mình làm toàn bộ luôn hay là chỉ có cái đề mục là inflow, outflow thôi? Dạ, chắc cũng toàn bộ. Ok, rồi. Thì kênh xuống nha, được không? Dạ. Mình dạy ví dụ trước nha. Bài đầu tiên. Nó sẽ bắt đầu từ 10, phần đó là phần 11D ha. Được ha. Bài đầu tiên. Mình muốn application được thì trước hết mình phải giải được cái một cái bài toán bình thường. Đây là bài của nó đây. Copy cái đề ra đây. Mình lấy sách mới luôn nha, gọi lấy sách cũ. Bài này nó cho mình là x table given offset rate of the change of a variable. Rồi. Xây dựng differential equation của là application situation. Rồi. Sau khi mình xây dựng xong thì mình sẽ giải cái này. Rồi. Bây giờ bắt đầu mình đi tìm cái thứ ha. Mình thấy rằng là nha, là dx trên dt, x là var, dx trên dt nè, dx trên dt, trong đó là x là function ha, t là variable ha. Rồi bây giờ mình sẽ dự đoán cái hàm nó bằng cái gì. Nếu mà t bằng 0 thì mình có là dx trên dt nó sẽ bằng cho mình là bằng 0 ha. T bằng 1 thì mình có là dx trên dt nó sẽ bằng là 2. Và T bằng 2 thì mình có được là dx trên dt mình sẽ bằng là 8. Rồi bây giờ mình dự đoán quy luật ha. Rồi. 2 thì nó sẽ bằng cho mình là nhẩm ha, 2 nó sẽ bằng là 2 nhân cho 1 ha. 8 thì nó sẽ bằng là 2 nhân cho 4 ha. Rồi the last one là lấy luôn T bằng 3 luôn, T bằng 3 luôn nè ha. Thì mình được là dx trên dt của mình ha. Mình sẽ bằng là 18. 18 thì nó sẽ bằng là 2 mình nhân cho 9 ha. Ok. Và chỗ đây 0 thì nó sẽ bằng là 0 ha. Nó nhân cho 0. Từ đây mình suy ra được quy luật rồi nha. T bằng 1 á thì chỗ đây sẽ là 1 bình phương. T bằng 2 thì đây sẽ là 2 bình phương nha. Vậy từ đó mình sẽ ra được là dx trên dt nó sẽ bằng là 2 mình nhân cho t bình phương. Hiểu không? Nè, lại này nha, t bằng 1 thì ở đây là 1, 1 tức là 1 bình phương đó, tức là t bình phương đó. T bằng 2, chỗ này là 4 là t bình phương nè ha. T bằng 3, chỗ này là t bình phương là nó bằng 9 nè. Phía trước luôn là 2. Chỗ này thì nó sẽ bằng là 0, đây nó sẽ bằng là 0. 0 thì nó sẽ bằng là 2 với nhân cho 0. Ok không? Yeah. Rồi, từ đó mình đã có được cái construct ha. Ngày xưa mình gặp cục sạc, nó tốt chứ không? Ok. Rồi, sau khi mình giải xong rồi thì mình số nháp nha. Từ câu A, từ cái table đó, mình sẽ có được quy luật như thế. Mình có thể confirm cho số cuối cùng cũng tương tự thôi. Thì số cuối cùng thì nó sẽ bằng cho mình là 2. Mình nhân cho là 4 bình phương ha. Đúng rồi đó. Rồi mình có được dx trên dt nó bằng là 2t bình phương. Sau khi mình giải được rồi, sau khi có được câu A rồi, thì mình căn cứ vào đây để mình giải. À, thì mình thấy rằng đây là phương trình là separable differential equation. Được chỗ nào? À, sau khi mình giải ha. Mình giải thì mình được là dx nó sẽ bằng là 2t bình dt. Mình integral hai bên, bên trái là dx, bên phải là 2t bình dt. Bên trái mình trả ra x, nó trả ra mình x. Mình ra một thằng c1 mình nợ đây đó ha. Bên phải mình sẽ ra được là 2 phần 3 t mũ 3 cộng cho c2. C1, c2 thì mình dùng lại thành c luôn. Ok chưa? Hiểu không? Yeah. Rồi.
Bây giờ là mình sẽ là nó cho một cái này, là cái này người ta gọi là cho để đi tìm điều kiện ban đầu, tức là đi tìm cụ thể thằng C bằng bao nhiêu nè. À, tức là mình có là nha, là khi T bằng 0 thì x bằng 2, mình xếp vào mình được là 2, mình bằng là 2 phần 3 nhân cho 0 mũ 3 mình cộng cho C. Từ đây mình giải được là thằng C nó sẽ bằng 2. Từ đây mình suy ra được là x mình bằng là 2 phần 3 T mũ 3 mình cộng cho 2. Thì cái này là final solution. Nên cái quan trọng nhất của bài này là khúc mình lập được cái mối quan hệ này nè. Còn sau này thì áp dụng cái cách của là separable differential equation thôi. Rồi, có thắc mắc gì hỏi, cái gì mà cần nói sâu hơn thì báo mình ha. Có gì thôi không? Dạ không. Ok, bài số 2, bài 12. Rồi, 32. Rồi, 32 nó cho mình là population của một thành phố là một cái giá trị B, là một cái hàm theo biến T. Population này nó increase at a rate, nó tỷ lệ nè, đây là tỷ lệ nè, với là căn bậc hai của population. Rồi thì từ chỗ này mình sẽ có được như sau nè: population increase at a rate, tức là gì, tức là db, cái này là độ thay đổi nè, tăng at a rate, vậy nó sẽ bằng là proportion này nó sẽ đại diện cho từ là k, nó sẽ nhân cho căn bậc 2 của b. Đó. Nó tỷ lệ tức là nó sẽ bằng là một cái lượng k nó nhân cho cái thằng là căn bậc 2 của b. Ha, mình có được phương trình này. Không. Rồi sau khi mình xây dựng xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi giải cái differential equation này để mình tìm nghiệm thôi. Sau khi mình có nghiệm rồi thì mình vẽ hình. Ha. Ok không? Yeah. Rồi mình giải, mình đưa về phương trình là separable equation để mình giải. Mình ra được là db chia cho là căn b mình sẽ bằng là k dt. Tại đây mình đã có dạng là separable rồi, mình lấy integral hai bên là db chia cho căn b mình sẽ bằng là k dt ha. Thì bây giờ mình sẽ nhẩm cho thằng này, thì bên trái mình sẽ ra được là trái bao nhiêu hả? Sẽ ra cho mình là 2 căn B, nhẩm xíu nha, căn B 1, 2 đúng không ha? Nó sẽ bằng cho mình là KT, mình cộng cho C. Ok không? Rồi, có gì thắc mắc thì hỏi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ giải, mình đi tìm cái thằng là B. Sau khi có B rồi thì mình đi vẽ hình. Ha. Đầu tiên là mình chuyển số 2 qua. Mình được là căn B mình bằng là K chia 2T mình cộng cho, mình sẽ cộng cho là cái thằng là C chia cho 2 nha, mà C chia cho 2 thì mình được phép điều chỉnh nó trở thành C luôn, không sao cả nha. Mình hiểu được ý nghĩa thằng C thì C chia cho 2 cũng tức là C. Rồi sau đó thì mình bình phương lên, mình bình phương lên thì mình sẽ được như sau. Từ đây mình suy ra rồi mình có thể làm thêm một bước nữa để mình biến đổi sao cho nó đẹp đẹp ha. Mình biến đổi một bước nữa, đây là bình phương lên cũng được ha. Rồi thì từ đây mình suy ra là B nè ha, mình sẽ bằng là K chia cho 2, K chia cho 2 là T, nói chung là thằng nào cũng được, mình đang đi tìm B ha. B rồi K chia 2 T mình cộng cho C, tất cả bình phương, ok không? Rồi bây giờ mình bắt đầu mình vẽ thôi. Rồi có gì thấy không?
Rồi, rồi bắt đầu mình vẽ. Bây giờ mình bắt đầu mình đi vẽ. Vẽ thì mình thấy rằng là nó sẽ yêu cầu vẽ nè ha. Rồi, để vẽ thì trước hết thì mình sẽ đưa cái sketch ha, sketch thành là population và time nè. Để vẽ thì mình sẽ đưa cái đồ thị này vào cái dạng vertex form nha, mình biến đổi một lần nữa. Cái dạng vertex form này nha. Là y bằng là a nhân cho là x trừ h tất cả bình cộng cho k. Thì mình được là vertex ha. Nó sẽ là h và k, tức là ở đây x phía trước x nè, nó sẽ không có gì hết chứ nha, ha. Tức là từ trong trường hợp này mình sẽ rút là k phần 2 ra ha. Mình rút k phần 2 ra thì nó là bình phương, mình sẽ được là k bình chia cho 4. Sau này mình được là t ha. Ở đây mình cộng cho cái này sẽ là 2c chia cho k, mà mình hiệu chỉnh luôn nha, nó trở thành c luôn, đúng không? Có gì thắc mắc thì hỏi à. Yeah. Rồi. Giờ bắt đầu mình vẽ. Mình sẽ thấy rằng là cái thằng vertex đó nha. Thằng vertex thì nó sẽ có dạng như sau. Thằng vertex thì trong trường hợp này là vertex nè ha. Nó sẽ có dạng là trừ c ha. Và 0 ha. Nha. Trừ c và 0. Ok ha. Rồi, trừ c và 0. Rồi, tìm một cái điểm mà trừ c và 0 thằng với test. Trừ c và 0 x bằng trừ c y bằng 0. X bằng trừ c y bằng 0 là cái điểm này. Mình giả sử là c dương nha, c dương âm nhiều vĩ tương tự là không sao cả. Thì mình sẽ có được là, ở đây giả sử là trừ c đi. Thì đây là vertex. Okay, ha. Rồi sau đó thì parabol này nha, mình thấy đây là cái hệ số A nè. Thì A nó bằng là k bình chia cho 4 thì nó dương. Vậy dạng của parabol nó sẽ có cái dạng này. Yeah, đây là dạng của parabol nè. Vì là A nó dương. A dương thì nó như thế này nha. Còn A âm thì nó như thế này. Nha. Yeah. Không? Đó. Thì trong trường hợp này là A của mình là đây, nó bằng là K bình chia cho 4 nó dương. Vậy là nó sẽ như thế này. Vậy trong này mình vẽ nó tương đối thôi nha, vì mình chưa có thằng xe á, mình vẽ được cái dạng của nó. Đó, parabol. Mình label lên. Ở đây là cái thằng là thằng B nè. Trục này là trục B. Trục này là trục T. Và mình thấy rằng là vì T là thời gian nó lớn hơn 0 thôi, nên phần đồ thị của mình chỉ là cái phần bên phải thôi nha, không lấy phần bên trái, vì phần bên trái là phần t âm. Rồi mình label chỗ này lên. Chỗ này là mình sẽ có được là cái thằng là b nó bằng là t bằng 0. T bằng 0 thì mình sẽ được thằng b nó sẽ bằng là c bình ha. Rồi xong à, thắc mắc gì hỏi không? Cái đồ thị của mình là phần bên phải thôi nha, chú ý nha. Tức là cái phần màu đỏ thôi, vì T là thời gian nó phải dương. Ở đây mình coi T domain là chia ra R để mình vẽ cho dạy vị parabol, sau đó mình lấy theo điều kiện nha. Yeah. Rồi. Tại vì thằng C này mình chưa biết nên mình vẽ parabol tương đối thôi, để phát họ thôi. Nha. Đó. Rồi, có gì thắc mắc thì hỏi nha. Nha. Và đây là chỉ khúc vẽ là hơi phức tạp thôi. Còn cái khúc là the population in at array á, đây là cái array của nó nha. Cái array này nó, cái này gọi là cái array nha. Nó tỷ lệ với là căn bậc hai của căn, nó tỷ lệ với căn bậc hai của b, thì tỷ lệ thì nó sẽ bằng là k rồi nha. Là khúc đó cũng đơn giản. Ok, bài tiếp theo.
Bài 13. Bài 13 thì cũng tương tự nha, dân số là một hàm theo T. Dân số này nó ở ray nè, đây là tỷ lệ này nha, nó tỷ lệ thẳng với lại cái thằng B luôn. Vậy là từ đây mình suy ra được là cái ray, tức là cái thằng là DB trên DT, nó tỷ lệ nó với B, tức là nó bằng là K lần của thằng B nha. Cái dấu này đọc là dấu tỷ lệ nè. Đó. Nếu tỷ lệ là thằng DB nè trên DT nè, nó sẽ tỷ lệ là số 8, nó không có khít với là thằng B nha. Để trở thành dấu bằng thì nó sẽ bằng là KB nha. Ok không? Dạ. Rồi cũng tương tự nha, cái này cũng xây dựng và cũng là quẻ, không có gì đặc biệt. Rồi bắt đầu mình giải. Mình đưa phương trình về là separable differential equation để mình giải. Rồi từ đây mình sẽ ra được là DB trên B nó sẽ bằng là DT chia cho K. Mình integral hai bên mình được là DB mình chia cho B. Mình sẽ bằng là KDT. Rồi mình đi phá ra thì bên trái mình sẽ được là log này B chuyển đối của B ha, nhưng mà B là population nó dương nên bỏ luôn chuyển đối là log B, nó sẽ bằng là KT cộng cho C. Ok không? Dạ. Rồi mình đang gọi làm nháp xíu để mình ghi cái bài cuối cùng nha. Mình E mũ hai bên mình được là B nè, nó bằng là E mũ KT cộng cho C. Mình bằng tiếp là E mũ C nhân cho E mũ KT, mà E mũ C cũng tức là C ha. Vậy từ đây mình suy ra là B nó bằng là C nhân cho E mũ KT. Ok không? Yeah. Rồi ok, tiếp tục ha. Thì trong trường hợp này đây là cái đầu, cái B nó sẽ có dạng là cái này gọi là hàm mũ nè. Yeah. Hàm mũ mà B là dân số thì thằng C này chắc chắn nó sẽ không bao giờ âm nên C luôn dương. Vậy mình vẽ cái dạng của hàm mũ thôi. Rồi mình label cái điểm quan trọng. Mình ôn lại lý thuyết này nha. Y bằng A mũ X nè. Và Y bằng A mũ X. Trong trường hợp này là A nó lớn hơn 1. Thì đây là đồ thị A lớn hơn 1 nè. Yeah. Tương tự 0A một thì đây là đồ thị của 0A1 nè nha. Nha. Mình dự đoán được rằng á, là B nó là trong trường hợp này nó là dân số nó tăng nên chắc chắn là mình sẽ chọn là mô hình này là mô hình tăng nè nha, cho nó nhanh đó. Vậy trong trường hợp này mình còn không, mình có thể cách khác, mình có thể mình biến đổi, mình ra được là cái thằng A cũng lớn hơn 1 thôi nhưng mà B tăng thì mình chọn cái phương trình này nha. Đây. Đây là mô hình tăng, đây là mô hình giảm nha. Vậy mình chọn cái phương trình này, tôi đọc lên nè. Đấy. Đáng lý là mình biến đổi toán học để mình thấy rằng là cái này nó có A nó lớn hơn 1 nha. Nhưng mà mình thấy rằng B tăng thì mình sử dụng cái này là cái tăng nè. Mình sử dụng cái này luôn. Và đây là đồ thị của nó. Đó. À. Rồi bây giờ đây là đồ thị toàn bộ đơm trên T nó trên R luôn. Nhưng mà đồ thị của mình là T là thời gian. Nó chỉ lớn hơn 0 thôi. Và cái đồ thị gốc của mình đó, mình viết biểu màu đỏ này nha. Đồ thị chính xác của mình chỉ là phần màu đỏ này thôi. Vì T là thời gian luôn lớn hơn 0. Và mình label chỗ này lên. Chỗ này là ứng với thằng là T bằng 0. T bằng 0 mình sắp vào thì thằng B nó sẽ bằng C. Đó. Rồi, thắc mắc gì thôi. Dạ không. Ok ha. Còn giờ mình thấy rằng B là giảm thì mình áp dụng cho cái hàm giảm, mình viết ngược mình xuống và mình lấy cho cái thằng là T nó lớn hơn 0. Xong bài 13. Bài 14. Bài 14 thì nó cho sẵn mình cái mô hình rồi, mình chỉ việc giải thôi.
34. Suppose that a tank này thì nó là bao gồm liquid have a vent at the top and outlet of a bottom. Mình nghĩ là chắc cái này là tức là cái van đi vào nè, mình nghĩ là vậy ha. Là van tức là ở trên có cái van và dưới đáy này, tức là van này là van đi vào. Van đi vào thì nó ở trên và có một cái van ra nó nằm ở dưới đáy ha. Rồi. Trong trường hợp này nó đề cập đến cho mình là một cái luật gọi là Torricelli. Nó chỉ ra rằng T là thời gian. Sau khi mà mình mở cái van đáy đó, tức là mình đang chứa một cái chất lỏng ha, thì chiều sâu của cái thằng là mực nước đó nha, là h, nó sẽ là và surface area, tức là cái này là cái quan hệ giữa là độ sâu h, mình copy cái hình đó luôn ha. Rồi, hiểu hôm nay là cái của mình là mình đang chứa nước, rồi bây giờ mình sẽ mở van ra. Mở van ra thì cái độ thay đổi của cái ray của chiều cao này là ray của chiều cao nè. Nó sẽ là một hàm như thế này. Cho nè ha. Cho thế này là cho dễ rồi ha, vì nó cho mình sẵn phương trình rồi ha. Rồi, nó yêu cầu mình rằng là hãy áp dụng cái law ở trên đó ha. Rồi, nó nói rằng là ban đầu thì initial là nó full. Chiều cao của nó là sẽ là 1.6. Và radius lên là bán kính của cái vòng tròn xanh đậm đậm này nó bằng 0.4 và k thì nó bằng là 0.025. rồi xây dựng sắp xỉ của là differential equation, rồi sau đó là hãy giải và tìm lời giải nha, và hỏi rằng là khi nào thì cái thang này nó chỉ là trống à, ok ha. Rồi bắt đầu giải. Mình nhắc lại là độ cao của mực nước nha, nó sẽ mô hình hóa bằng cái phương trình này, là cái ray nó bằng bên phải. Thì đầu tiên là bây giờ mình sẽ construct, tức là mình xây dựng cái sắp xỉ của cái phương trình này, tức là mình thế số vào ha. Mình thế số vào như sau, mình thế số vào mình rút gọn ha, thì mình sẽ được là dh trên dt. Cái khó là đi lập mô hình này nó là cái khó nhất nha, nhưng trong trường hợp này người ta cho rồi thì dễ quá ha. Dh trên dt thì nó sẽ bằng cho mình là trừ k, bằng là trừ của là 0.025 mình nhân cho là căn h, h là function nên là không có gì thế nha, chia cho a, mình ra ngồi mình đi tính a ha, a trong này là surface area của cái cylinder mà nó chứa chất lỏng đó ha. Không, surface nó là surface area của liquid nha. Đó, đây là surface area của liquid. Mình giả sử như liquid nó như cái hình vẽ nha, thì surface area nó sẽ là cái này nè, đây là surface area nè nha. Nha. Yeah. Còn trường hợp nhưng mà surface area của cylinder là toàn bộ mà cái diện tích mà mình để mình làm cái vỏ của cái lon này đó, người ta gọi là surface area của cylinder. Trong trường hợp này nó đề cập là surface area của liquid, nên là cái phần này nè. Nha nè. Mà phần này thì dễ dàng mình thấy nó là hình tròn. Vậy nó sẽ bằng là A này ha, nó sẽ bằng là B R bình. Nó sẽ bằng là B R của mình là bằng bao nhiêu? R của mình nó cho mình nè ha. Nó bằng là 0.4 mà, vậy cho nên sẽ là 0.4 bình phương. Mình xúc vào. Vậy là mình sẽ ra được là B pi mình nhân cho là 0.4 bình phương. Rồi mình rút gọn ha. Mình rút gọn thì mình lấy cái số mình chia cho 0.4 pi mình vứt lại đi ha. Rồi, cái này thì mình sẽ rút gọn mình được là như sau. Em bấm cái thằng là, em bấm phân số nha. Ở trên là 0.025, ở dưới là 0.4 bình phương. Rồi coi nó simplify nó về bao nhiêu. Ha. Bấm giúp ha. Em bấm giúp phân số là 0.025, rồi 0.4 bình phương. Rồi tự bản thân nó sẽ simplify. Mình biết cái dạng gọn là mình điền vào. Dạ, trừ 5 phần 3. Vậy là trừ 5 căn h phần là 32 pi. Rồi, thì mình thấy rằng đây là separable differential equation. Mình
mình biến đổi, mình đưa vào cái dạng để mình giải. Và mình được là dh trên dt, dh trên căn h, dh trên trên căn h mình sẽ bằng là trừ 5 phần 32 pi nhân cho dt. Ok không? Rồi mình đi giải cái separable differential equation này ha. Mình sẽ ra được như sau. Thì cái này mình sẽ ra được là 2 lần căn h nó sẽ bằng là trừ 5 phần 32 pi t mình cộng cho c. Thắc mắc gì hỏi nha. Giờ mình sẽ biết cái điện thoại nha. Alo. Dạ. Yeah. Alo. Anh xin phép là lĩnh vực này anh không quan tâm, anh cúp máy nha, xin lỗi em nha. Ok, rồi có gì thắc mắc nghiệm không? Ha. Cứ cần làm chậm chỗ nào thì báo nha, cho mình giải cái differential equation nó hay nhanh nha. Rồi yeah. Giờ bắt đầu mình đi giải ha. Mình đi giải thì mình đi tìm là trong trường hợp này, ý sau là nó hỏi mình rằng là sau bao lâu thì mình xong được cái nghiệm rồi. Chắc mình có thể mình giải thêm một lần nữa ha. Rồi tiếp tục là mình sẽ chia 2 xuống ha. Chia 2 xuống thì mình được là căn h nè, mình bằng là trừ 5 64 pi t. Cái này là c chia 2 cũng tức là c luôn nha. Rồi mình suy ra là h mình sẽ bằng là c trừ cho là 5 t 64 pi tất cả bình phương. Rồi có thắc mắc gì hỏi nha. Được không? Yeah. Rồi bây giờ mình coi thử nó có cho mình điều kiện ban đầu không để mình đi giải tìm C không nha. Nó có cho ha. Nó cho mình đây. Khi thằng T bằng 0 thì thằng H nó sẽ bằng cho mình là 1.6 ha. T bằng 0 là ban đầu á, H mình bằng 1.6 nè. Mình có thể dùng phương trình nào cái này để giải tìm C cũng được, cái này giải tìm C cũng được, nó như nhau ha. Rồi nếu mình nhẩm luôn mình dùng cái thằng bên trái mình nhẩm ha, thì mình được là c mình sẽ bằng t bằng 0 xuất vào cái này 1.6 thì mình bấm giúp là căn bậc 2 của 1.6 thì mình ghi ha, không căn bậc 2 của 1.6 như nó lẻ đúng không, phải không, nó lẻ thì để luôn đi căn bậc 2 của 1.6 hiểu không? Yeah. Ok rồi tiếp tục nha. Mình sẽ update lại, mình sẽ có được phương trình. Mình ra được là h mình được mình sẽ bằng là căn của là 1.6 mình trừ cho là 5t mình chia cho là 64 pi tất cả bình phương ha. Rồi nó hỏi mình rằng là sau bao lâu thì cái thằng là than này nó sẽ chống, nó chống tức là thằng h bằng 0, tức là h bằng 0 đi tìm t ha. Với h bằng 0 thì mình suy ra là 5t chia cho là 64 pi, tức là thằng bên trong này nó phải bằng 0. Thì từ đó suy ra được là 5t chia 64 pi nó phải bằng là căn 1.6. Và từ đây mình suy ra là t nó sẽ bằng là 64 pi nhân cho căn của 1.6 và mình chia cho 5. À. Rồi tìm thế nào.
Rồi, cô có gì thắc mắc thử à? Bấm thử T ra bằng bao nhiêu ha? Rồi mình coi đơn vị mình xếp vào ha. T đơn vị của nó bằng là bao nhiêu? T đơn vị của nó là giây ha. Bấm thử ra bằng bao nhiêu? Dạ, 50.9 giây. Mình điều cha mẹ nên nói con để con chủ động. Rồi, có gì thắc mắc thì hỏi nha. Dạ, không. Ok, rồi. Sang bài tiếp theo ha. Rồi trước khi mà mình đi làm bài này á, thì cái này nó có tên là Newton Law of Cooling, là mô hình bài tố của nó đó, là Newton Law of Cooling. Rồi mình sẽ có hai ví dụ này nha. Giả sử như là mình có một cái con gà. Con gà này thì mình đang bỏ trong tủ lạnh để mà làm lạnh á nha. Rồi sau đó mình lấy con gà mình bỏ lên bàn ăn một thời gian, thì ban đầu con gà nó là trong cái lạnh thì nhiệt độ nó thấp nha. Mình để trên bàn một thời gian thì nhiệt độ của con gà nó bị thay đổi, ok không nè? Tức là nó sẽ không còn, nó sẽ làm bớt lạnh từ từ nha, được chưa? Thì nhiệt độ mà ban đầu của con gà trong nó chỉ có hai loại nhiệt độ. Thứ nhất là nhiệt độ của con gà trong tủ lạnh, và nhiệt độ số 2 là nhiệt độ của con gà ở ngoài trời. Hai nhiệt độ này khác nhau, và nhiệm vụ của mình phải tính được là nhiệt độ của con gà này ở ngoài trời là bao nhiêu khi mình biết nhiệt độ của con gà trong tủ lạnh, ok chưa? Theo thời gian t, đó là bài toán số 1. Thì trong trường hợp này mình thấy rằng là nhiệt độ nó sẽ tăng nha, tại vì con gà nó đang trong tủ lạnh thì nó đang nhiệt độ thấp, mình đem ra ngoài thì mình sẽ có được là nhiệt độ nó cao, như thế này ha. Rồi thì cái này người ta gọi là nhiệt độ của vật thể ở thời điểm t, tức là ở thời điểm t bằng 0 á thì nó đang trong tủ lạnh, và ở thời điểm t bất kỳ thì nó đang ở bên ngoài. Đó, nhiệm vụ của mình là phải tính được ở thời điểm t bên ngoài bất kỳ này nhiệt độ nó bằng bao nhiêu, ok ha. Mô hình số hai là giả sử mình sang là hai lần coffee nha, mình order một ly cà phê nóng, ok không? Ly cà phê nóng ở thời gian t bằng 0 á là người waiter người ta là đưa cho mình ly cà phê, thì ban đầu nó nóng mình không thể nào mình uống được đó, mình phải đi ra bàn mình ngồi để mà nó bớt nóng đi, sau một thời gian để mình uống, thì mô hình này là nhiệt độ nó giảm. Thì ứng ở một thời điểm t là bất kỳ á, khi nhiệt độ nó giảm rồi ha, là mình uống được, thì nhiệm vụ của mình là phải tính được cái nhiệt độ t này. Hình dung được vấn đề chưa, ok không? Alo, bên nghe không? Yeah. Rồi giờ mình sẽ mô hình hóa cái bài toán nó như sau nha. Cái này người ta gọi là độ thay đổi nhiệt độ theo thời gian nè nha. Nó sẽ tỷ lệ, vì nó tỷ lệ ra ngoài mình ghi nè, dt trên t nè nha, dt nè, đây là tỷ lệ nè, với lại là t mình trừ cho là ts, ở đây là dấu tỷ lệ, thì mình thay bằng dấu bằng thì mình thêm một thằng k bên ngoài này vô, tức là t mình trừ cho ts. Với t á, t lớn này nè, đó là nhiệt độ của vật thể ha. Ví dụ đầu tiên là nhiệt độ của con gà, ở ví dụ số 2 á nó sẽ là nhiệt độ của ly cà phê. Còn TS là nhiệt độ của môi trường, gọi là T of surrounding á, là nhiệt độ của môi trường xung quanh. Thấy chưa nào? Được không? Được không? Rồi. Yeah.
Bây giờ mình sẽ đi giải cái phương trình này để mình đi tìm là t lớn là một hàm theo t nhỏ. Ha. Mình đi giải nha, mình sẽ đưa về là set portable mình giải. Nha. Bắt đầu mình giải. Từ đây mình suy ra cái thằng ts này là nhiệt độ môi trường nên nó không đổi nha, nên nó là hàng số. Mình biến đổi phương trình thì mình giải dt trên cho là t lớn trừ cho ts sẽ bằng là k của dt. Ha. Và trong trường hợp này mình suy ra là lấy tích phân hai bên ha, là d của t lớn chia cho là t lớn trừ cho ts nó sẽ bằng là k dt. Ha. Rồi mình lấy tích phân hai bên ha. Thì cái này nó sẽ bằng cho mình suy ra cho mình ha, là tuyệt đối của tức là log nib. Rồi tại đây là mình thấy rằng là t của vật thể và t của ts, khúc này mình giải sao cho hợp lý nhé. Khúc này thì mình lập mình bỏ tuyệt đối luôn ha. Bằng chắc nó ra tuyệt đối nha. Rồi trong hợp này giả sử mình bỏ tuyệt đối mình phân tích đi. Nó sẽ bằng cho mình là KT mình cộng cho C. Ok dòng nào. T là nhiệt độ của vật thể. Mà vật thể mà nếu mà bài toán con gà thì đáng lý chỗ này là mình bản chất của nó là tuyệt đối nha, nha. Phân tích chỗ này nha, ra từ chỗ này ra chỗ này là phải là tuyệt đối. Nhưng mà trong trường hợp này là T thì có thể là nó đang âm rất là nhiều, là T của vật thể nó đang âm. À, đang âm thì mình trừ cho ts, tức là t thì ban đầu là nhiệt độ, ví dụ bài toán đầu tiên là nó đang nhiệt độ thấp đi thì nó nhỏ hơn ts. Bài toán số 2 là t này nó sẽ là lớn hơn ts, nó là đang nóng nha. Và trong trường hợp này là mình không thể bỏ tuyệt đối được vì nó chưa chắc chắn dương. Nhưng mà người ta giải rồi là chia làm hai trường hợp. Trường hợp bài toán đầu tiên là từ con gà là từ lạnh á, nóng lỏng lạnh rồi bớt lạnh từ từ. Và bài toán sau là bài toán ly cà phê. Rồi người ta xét hai trường hợp cụ thể nha, nó đều ra chung một kết quả, nên trong trường hợp này là người ta bỏ luôn chuyện đó để người ta giải ha. Mình nhắc lại nha, đáng lý chỗ này là bản chất nó phải có dấu chuyện đó, vì mình không thể nào mình bỏ được chuyện đó được vì trong này là chưa chắc chắn dương nha, chú nha. Đó. Thực tế là sau đó người ta xét hai trường hợp. Trường hợp là bài toán con gà là nhiệt độ từ nhỏ nó tăng lên, nhiệt độ bài số 2 là ly cà phê từ lớn nó giảm dần, thì kết quả nó như nhau, nên là chỗ này là mình mất chuyện đối với mình chứng minh luôn vẫn được nha, chú nha. Rồi bây giờ mình giải để mình đi tìm phương trình mình áp dụng. Từ đây mình suy ra, rồi khúc này là hơi dài nha, mình nhắc mình ngồi mình nghi nghiệm thôi. Mình ra được là t mình trừ cho ts mình sẽ bằng là e mũ là kt mình cộng cho c, thì cái này sẽ bằng là ec và e mũ kt. Ok ha. Rồi, mà E mũ C cũng tức là C luôn, C nhân cho E KT, ok không? Vậy từ đây mình suy ra là thằng T mình sẽ bằng là TS, mình sẽ cộng cho là C nhân cho E mũ KT, T đi T thường nhân không, hiểu T vô bất công nha, T thời gian á. Rồi. Vậy ở đây sẽ là TS cộng cho C nhân cho KT. Được không? Rồi tại đây mình giải tổng quát tiếp rồi nha. Mình ở sum nha, ở sum nè. Là giả sử điều kiện ban đầu là lúc mình lấy con gà hoặc là ly cà phê khi mình được bàn giao á, là tức là thời điểm ban đầu là T bằng 0. Mình giả sử nhiệt độ của vật thể là T bằng T0. T0 là nhiệt độ ban đầu của vật thể, mình xuất vào, mình đi tìm C. Từ đây mình suy ra là T0 nè, nó sẽ bằng cho mình là TS mình cộng cho là C. Ok, lấy T bằng 0 xuất vào nè, đúng không ạ? Từ đây mình suy ra là thằng C nó sẽ bằng là T0 trừ cho là TS. Đó. Rồi mình xuất ngược lại. Mình xuất ngược lại mình sẽ được là T nè, mình sẽ bằng là TS cộng cho là T0 trừ cho TS
mình nhân cho là c, c là mình nó bằng rồi mình bỏ rồi, đây sẽ là e mũ kt. Thì đây là phương trình cuối cùng của mô hình là Newton Law of Cooling mình áp dụng để mình làm. Đó, cô thắc mắc gì thì hỏi anh. Ok không? Rồi giờ bắt đầu mình áp dụng bài trên để mình làm nha. Mình áp dụng luôn phương trình màu đỏ để mình làm nha. Ha. Rồi. Trong trường hợp này ở đây là một thanh sắt được đặt trong một cái phòng. Ha. Which have a temperature là nó sẽ là 20 độ C. Rồi vậy trong trường hợp này là width, tức là width, là width của cái phòng này nè. Đó, thấy chưa? Đó là 20 độ C, vậy mình sẽ có được là TS là nhiệt độ phòng, là nhiệt độ cái surrounding á, nhiệt độ môi trường xung quanh á. Nó bằng là 20, thấy chưa? Rồi. Nó cho mình là ban đầu nhiệt độ của thanh sắt. Tức là T0 á là nhiệt độ ban đầu ha, để mình nói ha. Nó sẽ bằng cho mình là 80 độ. Nha. Rồi nó ghi rằng là ứng với T bằng 5 thì mình được rằng là cái thằng T nè nó bằng cho mình là bằng 70. Nha. Rồi câu A yêu cầu mình hãy xây dựng cái phương trình vi phong. Ha. Rồi câu B nó yêu cầu là mình đi giải phương trình vi phong. Ha. Được không? Rồi. Vậy thì mình quay lại, quay về bên trên này mình ghi nè nha. Bắt đầu nha. Câu A này ha. Xây dựng phương trình vi phong, mình nhìn vào ha. Thì mình sẽ có được là dt lớn trên dt nhỏ. Sẽ bằng cho mình là k, trong trường hợp này là t trừ cho ts, mà ts mình có rồi, mình sắp cho luôn nó bằng là ghi ts đi ha. Là phương trình vi phong đó, để mình học ở trên đó. Ok chưa? Được không? Rồi có cái gì thắc mắc hỏi ha? Dạ. Rồi bây giờ mình là đi giải phương trình vi phong này ha. Mình giải phương trình vi phong này thì mình suy ra là nghiệm luôn á, nhìn cho nghiệm ha. Đây là t nó bằng là ts mình cộng cho là t0 mình trừ cho ts mình nhân cho e mũ kt, được chưa? Rồi giải xong rồi, sau khi giải xong thì mình thế số vào rồi mình đi vẽ cái graph ha. Rồi mình thấp chỗ này ts thì nó bằng là 20, t0 mà trừ cho ts thì nó bằng là 60, e mũ kt. Mình muốn vẽ được là mình phải đi tìm k. Ok chưa? Nhìn kỹ ha. Mình tìm k này nha. Từ đây mình suy ra. Mình áp dụng điều kiện người ta cho nè. Với là t bằng 5, thằng t lớn bằng 70 thì mình suy ra là 70, mình ghi bên phải trước đây. Mình ra được là 20 cộng cho là 60 e mũ k 5k ha. Mình sẽ bằng là 70. Rồi từ đây mình bấm luôn cho lệ mình suy ra k. Ứng với dạng này thì mình sẽ lấy sau dấu phẩy là 6 số ha. Chú ý ha. Có thể k bằng bao nhiêu ha? Một phần năm log 5/6. 1/5 ln hay là log? Ln nó 1/6 phần hay là log? Hai cái này. Ln đúng không? Ln 5/6. Ok không? Rồi bây giờ mình sắp vô cái phương trình ở trên này, sắp nháp xuống nha, mình cứ là cho gọn nha, do cảm giác là mình rút gọn được á. Mình rút gọn cái này, mình sắp vô cái này xuống nha, mình rút gọn xuống nha. Mình chỉ sắp vô cái này thôi. Mình rút gọn, mình được là e nè. Mình được là 1/5, mình nhân cho là ln của là 5/6 nhân cho t. Okay, ha. Rồi mình đi rút gọn mình sẽ bằng như sau nè. Mình được là e ln của là 5/6 nó sẽ nhân cho là t chia cho 5. Hiểu không nào?
Rồi, mà mình có là E của LNA thì bằng A. Vậy đây sẽ bằng là 5 phần 6 mũ là T chia cho 5. Ok không? Được không? Yeah. Rồi mình xúc vô. À. Mình xúc vô mình được mô hình. Từ đây mình suy ra là T lớn nè. Mình bằng là 20, mình cộng cho 60. Nhân cho là 5 phần 6 mũ là T chia cho 5. Rồi, có thắc mắc gì hỏi à? Được không? Yeah. Rồi, mình giải đất cô B. Xong cái này còn vi hình nữa nha, để xíu nữa mình vi hình sau cuối cùng đi. Còn câu C là còn vi hình nữa nha. Câu A xong rồi nè, câu B xong rồi nè. Giờ giải câu D, câu C là vi hình nha, cuối cùng vi hình sau. Câu D nó hỏi mình rằng là sau bao lâu thì nhiệt độ của cái thanh này nó còn lại 40 độ thôi. Câu D ha, tức là nó cho mình là T lớn mình bằng là 40. Thì đó mình suy ra được là 20 cộng cho 60, 5 phần 6, T chia cho 5 thì nó sẽ bằng cho mình là 40. Thì đây mình giải, mình tìm cái thằng T. Giải thứ T ha. Giải được là T nhỏ nó bằng cho mình là 30.1, đúng không? Rồi bấm đúng không? Yeah. 30.1 đơn vị là phút ha. Đó. Em confirm đúng không? Dạ. Yeah. Yeah, ok ha. Ở trong trường hợp này là mình làm khác cũng sách xíu nha. Mình đi là mình làm tổng quát luôn ha. Mình làm cộng tổng quát luôn, là tức là thằng K này là mình có thể dương hoặc có thể âm. Thằng K này nha. Đúng nha. Nha. Bài toán mà khi mà nhiệt độ nó giảm á, như nè. Thì thằng K này là gì ha? K này thì nó sẽ âm. Còn trong trường hợp mà mình ra được, nếu mà trường hợp mà nhiệt độ mà nó tăng á nha, thằng K này nó sẽ dương nha. Còn trong sách thì làm khác, cái đó người ta không quan trọng đâu, mình đúng hết. Nó sẽ hỏi mình là hỏi mình cái kiểu là câu D á ha, hỏi mình kết vả nè, nó hỏi mình kết vả mô hình này đó. Và nó có thêm bài toán phụ là câu D đó ha. Còn nó không để ý mình quá trình đâu, nó như quá trình do mình đang dẫn nhập để mình hiểu thôi. Mình làm tổng quát hơn trong sách nha, chú nha, nha. K này là dấu bất kỳ. Nó tổng quát luôn cho hai bài toán đó. Nếu bài toán mà nhiệt, em bấm số điện âm nè, nha. Nếu bài toán nhiệt độ của vật thể mà nó giảm á thì K này nó sẽ âm. Còn trong trường hợp mà nhiệt độ của vật thể mà nó dương, nó tăng á thì K này nó sẽ dương. Em confirm số này sang số thập phân nè, coi thử âm đúng không? Ok, vậy mình nói cho đây một xíu nha. Do mình làm tổng quát hơn là mình làm hay hơn cả trong sách luôn. Làm tổng quát luôn nha. Nếu mình có là nhiệt độ nó tăng nè, đây là dấu tăng nè, như nè, thì K nó sẽ dương. Còn khi mà nhiệt độ nó giảm á thì K nó sẽ âm đó, nha. Và là cái giá trị K chỗ này là có thể âm dương thoải mái nha. Nên là bài toán mình đang làm nó tổng quát hơn trong cuốn sách luôn. Hơi khác một tí xíu nhưng mà kết quả cuối cùng nó phải giống nhau nha. Mình có hai cách để mình nhớ cái dạng này. Đầu tiên là mình chỉ cần nhớ được cái phương trình vi phân này thôi. Rồi mình nhớ được công thức nghiệm. Ha, công thức nghiệm đây. Đó. Cách thứ nhất nha, nếu mà mình giải phương trình vi phân tốt á, là mình nhớ phương trình thôi, rồi mình giải ra được cái công thức này. Còn mà mình nhớ tốt là mình nhớ cả hai luôn, mình nhớ được cái mô hình và mình nhớ được kết quả luôn ha. Để khi mình gặp lại thì mình khỏi phải giải. Khi mình gặp lại là mình chỉ áp dụng thôi. Chú nha. Rồi, có thắc mắc gì thì hỏi à.
cái quá trình là mình trải nghiệm là trên đây mình có giải nha, chú nha. Ok không? Dạ. Rồi mình sang câu tiếp theo. Mười sáu. Chưa biết hình con này còn biểu hình nữa mà. Chưa biết hình nè. Ok, mình sẽ biểu hình cái thằng màu đỏ này. Mình có số này ha. Đây cái thằng mình đóng khung nè. Quên vô quên biểu hình nè. Đầu tiên là mình phân tích một xíu nha. Với cái phương trình này mình viết lại nè. T mình bằng này. Những câu này là những câu là thường hay có máy tính. Mình có thể là cách nhanh thì mình vẽ cho máy tính rồi mình copy ra cái bài của mình trả lời cũng được. Còn sau đây là cái bản chất vấn đề. Phương trình này mình viết lại nha. Mình sẽ bằng là 20 cộng cho 60. Ở đây sẽ ra được là 5 phần 6 mũ 1 phần 5. Rồi tất cả mũ T. Rồi. Thì bây giờ mình coi đầu tiên mình sẽ là mình coi mình đặt thằng này là A đây nha. Ok chưa? Thì mình thấy rằng thằng A này nè là nó sẽ cho mình là nhỏ hơn 1, nó lớn không nhỏ hơn 1. Ok ha. Và mình thấy rằng nếu mà mình chỉ có cái cục này không. Đây là cục này không, mình vẽ phát họa này nha. Thì nó sẽ như thế này. Bốn rồi ha, tại vì thằng A nó là hàm này hàm giảm nha. Đó. Và nó cộng thêm 20 lên từ cái này nè, nó chỉ tính tiến lên 20. Hình dung được không? Ok không? Mình lặp lại nha. Đầu tiên là mình phân tích cái thằng A này trước nè. Thằng A nó bằng là 5 phần 6 mũ 1 phần 5. Thì mình thấy rằng là nó đi từ, nó chỉ là nằm trong khoảng là 0,1. Vậy cái dạng đồ thị của cái mình đóng khung nè. Khó ly cái thằng đóng khung nha. Ok không nè? Cái dạng đồ thị của nó. Mình sẽ được có cái dạng nó như thế này. Dạng nó đây. Ok chưa? Rồi sau khi mình chỉ cộng lên 20 là mình nâng đồ thị lên 20 đơn vị. Ok, sau đây mình vẽ. Rất là dễ. Cái nền mình tốt thì mấy cái này nó dễ lắm. Nó liên quan là những cái cũ thôi. Giả sử đây là Y nè, giả sử đây là X nè. Mình tưởng tượng một ô là 10 nè, thì chỗ đây sẽ là 20 nè. Đồ thị nó nâng lên 20. Rồi, đây là 20 nha. Rồi. Vậy đồ thị của mình như sau. Đó. Rồi trong trường hợp này là T là thời gian, vậy là mình chỉ lấy ở phần bên phải thôi. Vậy cái đồ thị của mình chỉ có nhiêu đây thôi. Bây giờ mình sẽ label cho điểm này ha. Điểm này là ứng với là T bằng 0. Đây là đây sẽ là T, sửa lại cho đúng cái bài này luôn ha. Này là T lớn nè. Đây là T nhỏ nè. Với T nhỏ bằng 0. Bằng 0 thì nó là nhiệt độ ban đầu đó. Bằng 0 để mình nhớ đề bài nó cho mình nhiệt độ ban đầu là T0 á. Thì nó bằng cho mình là 80 ha. Nha. Rồi chỗ này thì label đó. Đây là 0,80. Tức là T bằng 0 thì T0 bằng 80. Nha. Mình vẽ nó hơi, kích thước nó hơi không đúng lắm nha. Nhưng mà đây là cái nó hình dáng của nó thôi. Tức là nhiệt độ của cái đối tượng của vật thể á, nó sẽ giảm từ từ nè, nó từ 80 này nó giảm từ từ xuống nè. Khi mà T ra vô cùng á thì nhiệt độ nó sẽ bão hòa luôn, nó sẽ cái bằng luôn nhiệt độ của môi trường là bằng 20 nha. Tức là mình lấy con gà ra để một hồi thì nó bằng luôn nhiệt độ của môi trường, nếu mà để mà mãi đó để nha. Hoặc là mình lấy ly cà phê ra mình đem ra ngoài nó giảm một hồi thì nó về bằng luôn nhiệt độ của môi trường ha. Ok không? Yeah. Rồi, không có gì khó nha. Thấy nó cực quá thì mình chỉ cần nhớ hai cái thôi. Thứ nhất là phương trình, cái sau là đáp án. Đó. Còn cái quá trình là mình chứng minh ở trên rồi. Đúng không? Sau này người ta thì cũng không yêu cầu mình chứng minh đâu. Mình yêu cầu mình là ghi ra phương trình, rồi ghi ra lời giải, rồi sắp số vô thôi. Đó. Rồi, xong.
Ở những phần này thì cái kiến thức về việc vĩ hình của hàm là y bằng a mũ x đó, nó rất là quan trọng, nhưng để mà phục vụ những bài toán vĩ hình, nhớ là a bằng a lớn hơn 1 như thế nào và a đi từ 0 đến 1 như thế nào. Rồi, bài tiếp theo là bài 16. Một cái là radioactive installed decay at the rate. Ray này ha. Ray này thì nó sẽ tỷ lệ với mass, mass là khối lượng ha. Yeah. Rồi. Và phụ thuộc vào thời gian tính bằng năm. À. Và cái ray của decay á nó sẽ bằng cho mình là 2m mỗi năm. Ray decay là ray ray giảm ha. Ray of decay là 2m mỗi năm. The isotope is formed as a byproduct from the nuclear reactor. Cái này như là điện hạt nhân sao đó. À. Mỗi constant là 0.5 kg per year. None of không có, trong trường hợp này là không có là isotope ở thời điểm ban đầu. Nó yêu cầu mình là hãy xây dựng cái phương trình vi phong. Câu B là giải phương trình vi phong. Rồi câu C là vĩ hình M và T. M là khối lượng nha, và T là thời gian. Nó nói mình rằng là có bao nhiêu là isotope sau thời gian là 2 năm. Sản xuất và giảm khối lượng ha. Ok, bắt đầu ha. Rồi, mình sẽ có được như sau ha. À, trong trường hợp này là cái thằng là giảm isotope rate nè ha. Rồi, nó sẽ tỷ lệ đến M. Ok, rồi. Ray of decay, rate of decay tức là nó giảm nè ha, nó giảm. Rồi ok, mình sẽ có này nha. Mình thấy rằng là nó sản sinh ra cho mình nè, nó sản sinh ra nè là byproduct nè, nó sản sinh ra mình theo cái ray là 0.5, nha, nó sản sinh là 0.5 và nó giảm đi theo tỷ lệ là 2m. Thì nó sẽ bằng còn lại ha. Tức là nó sinh ra là 0.5 nè. Nó giảm đi cho mình là 2m. Vậy nó ra cho mình là cái phần còn lại, tức là nó lấy cái phần sinh ra nè, như thế này ha. Lấy phần sinh ra là hằng số này ha. Nè. Lấy cái phần sinh ra nó trừ đi cho cái phần mà nó giảm đi thì nó bằng là độ thay đổi ha. Đó, đây là độ thay đổi khối lượng. Nó bằng lượng sinh ra trừ cho cái lượng, tức là nó bằng là cái này mình gọi là sinh ra nè nha, cái này là giảm đi. Mình nói từ chuyên môn hơn á, tức là ray of degree nó trừ cho là ray of degree nha. Đây là ray of degree nè, đây là trừ cho là ray of degree. Thì ra cho mình được là độ thay đổi của thằng M là độ chênh lệch. Ok không nào? Yeah. Rồi bây giờ mình đi giải phương trình này để mình đi tìm là một cái thằng M theo biến T. Cái khó nhất là cái chỗ ngay lập phương trình này nè, còn lại mấy cái khác là nó đưa về cho mình là một cái phương trình vi phân rồi nên nó dễ ha. Vậy khúc này mình sẽ ra được là DM trên cho DT chia cho là mình biến đổi mình đưa xuống dưới luôn. Vậy mình sẽ được là 0.5 mình trừ cho là 2m mình sẽ bằng là dt. Ok không? Rồi, mình áp dụng là separable differential equation chỗ này để mình giải thì mình sẽ được là mình nợ một phần trừ 1/2.
trừ 1 phần 2 log này b, được chưa? Để mà tạo ra được, để mà có thêm khối lượng á, thì bắt buộc là số này nó phải dương nha. Thì bên trong nếu như bản chất trong này sẽ là tuyệt đối của là 0.5 trừ cho là 2m nha. Nên là mình 0.5 trừ 2m nó lớn hơn 0, nên trong trường hợp này mình có luôn là bỏ luôn tuyệt đối. Sau này có cái trick đó nha, mình gặp block thì mình cứ bỏ luôn tuyệt đối cho nó gọn cho nó nha. Còn mình hiểu bản chất thì tốt. Vì trong trường hợp này á, mình muốn có được sản sinh khối lượng nha, thì mình phải cái số này nó phải dương nha. Tỷ lệ nó phải dương thì mới sinh ra được khối lượng. Thì dương thì cái này nó phải dương là bỏ luôn tuyệt đối. Đó. Rồi cái này nó sẽ bằng cho mình là để mình lấy cái phần ra. Rồi, thì bên phải nó sẽ là T. T cộng cho C. Ok không? Rồi, có cái gì thắc mắc thì hỏi nha. Mình tính tích phân nó hơi nhanh nha. Thấy mà nhanh quá thì báo mình làm chậm lại. Dạ. Rồi, bây giờ mình giải mình đi tìm M. Mình giải nháp ra ngoài xíu nha. Đầu tiên là mình nhân 2 với trừ 2. Thì mình sẽ được là log nè. Của là 0.5 trừ cho 2M. Mình sẽ bằng là trừ 2T. Nó sẽ trừ cho 2C. Nhân 2 bên cho trừ 2 nha. Mà trừ 2C thì mình hiệu chỉnh. Nó sẽ trở thành cho mình là C. Rồi, tại đây mình đã lên e mũ ha, mình sẽ được là 0.5 mình trừ cho 2m, mình sẽ bằng là e mũ của trừ 2t cộng cho c. Thì cái này nó bằng luôn cho mình là e mũ c nhân cho e mũ của trừ 2t. Mình hiệu chỉnh luôn, mình sẽ được là c nhân cho e mũ của trừ 2t. Ok không? Ok ha, tiếp tục ha. Rồi. Yeah. Trong mình sẽ suy ra được là 2m ha. 2m thì mình sẽ chuyển sang bên phải, cái này chuyển sang bên trái, mình sẽ được là 0.5 mình trừ cho c e mũ trừ 2t. Ok không? Được không? Tiếp tục mình hiệu chỉnh ha. Mình được là m, mình đá số 2 xuống, cái này là 0.5 tức là 1/2. 1/2 mà mình chia 2 nó thành 1/4. Mình sẽ trừ cho cái này là được là c chia cho 2 thì trừ trở thành c luôn. Phương trình đẹp đó. Rồi câu gì thắc mắc hỏi đi ha. Tại đây mình muốn có thể làm thêm một bước nữa nè, là mình rút 1/4 ra. Đây là cột 1 mình trừ cho, tức là thằng C này mình nó chia cho 1/4, mà C chia 1/4 cũng tức là C. Đó, nha. Dạ. Ok không? Cũng không mình muốn để thế này cũng được nha, không sao nha. Được không? Được không? Ok không? Rồi, đi lên ha. Và mình sẽ ra được M của mình sẽ bằng là 1/4. Mình nhân cho là 1 trừ cho C E mũ trừ 2T. Đó. Rồi, ok thì số nháp. Cái quá trình mình giải nè. Vì nó dài quá nên là mình giải nháp cho nó dễ nhìn. Đó, mình có được cái phương trình cuối cùng. Rồi, mình xong được câu A, câu B luôn rồi. Vừa có phương trình mà vừa giải rồi. Bây giờ mình vẽ để bước vẽ đề về cuối cùng đi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp là mình đi tìm thằng C. Cho nó cho mình điều kiện ban đầu đó. Nó cho mình điều kiện ban đầu là ở thời điểm ban đầu là T bằng 0 nè. Là mình có là nâu iso thâu nè. Iso thâu nè. Tức là M bằng 0. Ha. Vậy mình suy ra được là mình thế vào với bên phải chứ ha. Mình được là 1/4 mình nhân cho 1 mình trừ cho C thì mình bằng 0, từ đó mình sẽ ra được là C mình bằng 1. Rồi mình xúc ngược lại mình có được tròn quạng mô hình, mình được là M mình bằng là 1/4 nhân cho 1 trừ cho là E mũ trừ 2T ha. Đó, đây là final solution. Xíu nữa mình sẽ vẽ cái này. Yeah. Rồi, mình làm của C ha, mình làm của D chứ, mình còn của C nữa để với hình cuối cùng mình vẽ. Không thì mình cứ nhập vào máy rồi máy nó như thế nào thì mình vẽ thế đó, nhưng mà xíu nữa mình cố gắng mình vẽ bằng tay. Rồi, nó ở mình rằng là sau 2 năm thì có bao nhiêu cái thằng isotope, tức là T bằng 2, thì mới M ha.
Câu D. Mình sẽ có được là M mình bằng là 1 phần 4 nhân cho 1 trừ cho là E mũ trừ 4. Rồi, cho nên bấm máy rồi thôi. Có thể trong này nó bấm được bao nhiêu? Đơn vị là kg ha. Trong này nó bấm ra cho mình là 0.245. Hình form thì đúng không ạ? Dạ đúng. Rồi mình là kg. Rồi mình còn nốt cái thằng đồ thị mình phải nốt nha. Đầu tiên mình phải phát họa trước. À, đồ thị ha, bắt đầu này ha. Rồi bây giờ tư duy mình phân tích từ từ nè. À, đầu tiên là mình sẽ vẽ là E mũ trừ 2T. Không? Sau khi mình có được cái này làm nhanh nha, là mình cứ nhập vào máy ra thì nó sẽ tự vẽ rồi mình copy qua thôi nha. Còn đây mình đang nói về mặt toán học nha. E trừ 2T mình vẽ cái này mình viết lại nha. Mình sẽ được là 1 phần E bình phương mũ T. Được không? Thì mình vẽ cái này thì mình thấy rằng là thằng này nè, nó là A, nó là nhỏ hơn 1. Vậy đồ thị của thằng đó như sau. Vì nó nhỏ hơn 1 nên đây là đồ thị của nó ha. Đó, thằng này là chỉ là E mũ trừ 2T thôi. Ok chưa? Được không? Ha. Ok không? Rồi, ha. Mình nhắc lại nha, hai cái này nó bằng nhau. Thì cái thằng này là A nè, A là nó sẽ là lớn hơn 0 nhỏ hơn 1 nên đồ thị của nó là cũng chỉ đó. Rồi. Sau khi mình có được E mũ trừ 2T thì mình suy ra cho cái thằng là trừ của E mũ trừ 2T. Trừ tức là lấy phần âm, tức là lấy xuống phía dưới lại. Nha, trừ nè, lấy đối xứng nè. Đây. Đó, vẽ. Bút chì nha, nó vẫn là chưa final nha, đây nè, lấy đối xứng nè nha. Tức là những khoảng cách này nó bằng nhau. Lấy đối xứng nè nha. Đây. Tương đối thôi, vì nó là nhát. Ở đây mình đang cần cái mô cái hình dáng. Thì đây là E trừ của là E mũ trừ 2T. Ok chưa? Được không? Ok. Rồi. Sau đó thì mình sẽ nâng thằng này lên một đơn vị. À, tức là nâng thằng này lên một đơn vị. Tức là từ đó mình sẽ ra tiếp cho là một, cho là tức là trừ nè. Trừ E mũ trừ 2T. Mình cộng cho 1. À, cộng cho 1. Mình vẽ này nha. Cộng cho 1 tức là mình vẽ đường nằm ngang là cái đường đường là y bằng 1 nè. Đó, đồ thị của mình sẽ là cái phong bút chì nè, nó sẽ bám vào cái đường y bằng 1 đó. Ok chưa? Ha. À, nhìn nha. Ok. Rồi, sau đó thì mình nhân cho một cái hệ số của dương ở phía 1/4 là nó trở thành cái đề bài của mình. Thì khi nhân 1/4 thì hình dạng nó vẫn không đổi. Thấy không? Từ đó mình có được cái hình dạng. Rồi, hình dạng nó đây. Đó. Ừ. Rồi bây giờ mình lay mail ha. Lay mail thì có hai thằng là một thằng T bằng 0 và một thằng là cái thằng này là thằng là M bằng 0. Mà nếu mình nhớ là M bằng 0 thì T bằng 0 rồi, nên là cái này nó chỉ phải đi qua góc tọa độ nha. Thì M bằng 0 T bằng 0. Đó. Đó. Rồi, thì đây sẽ là 0 0 nè. Rồi, xong lay mail chỗ này thôi. Hết rồi đó. Em lấy máy tính em nhập thì em bấm xin y chang, không khác gì đâu. Ừ. Rồi em giả sử em bấm máy tính vô em vẽ thử coi nó có khớp không, nó có mát không. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cho cái phần đơm nha. Mình vẽ đúng cho cái đơm, đơm của mình là T là thời gian nên là vẽ đúng của nó là chỉ là cái phần màu đỏ này thôi. Mình có thể xóa luôn, mình vẽ lại luôn rồi nha, để mình hiểu được hình dáng rồi. Đó. Nên lý nó có khúc bên trái nữa, nhưng mà tại vì đơm là thời gian ha.
nên là t nó phải lớn hơn không, nên là mình chỉ lấy cái phần bên phải thôi, bên phải t lớn hơn không thôi. Ok không? Dạ. Rồi. Không có gì khó nha. Cái quan trọng nhất là mình có được phương trình vi phân đó. Ha. Rồi. Phần này là một trong những phần khó nha, nó không có dễ lắm đâu. Rồi câu cuối cùng là câu 17. Kế cái hình đó. Ok ha. Rồi, oxygen là oxy tinh khiết. Nó được là bơm vào một cái thang ha. Cái thang này thì nó sẽ là 500 lít. Rồi. Thì cái oxygen này nè, nó bơm vào theo cái vận tốc ha, theo tỷ lệ nha. Thì cách khác là inflow đó, tức là vận tốc bơm vào. Lượng oxygen bơm vào hay là vận tốc bơm vào ha. Thì trong trường hợp nó cho mình bằng 5, hay là rate of là inflow nó bằng 5, tức là cái này nó bằng 5 lượng bua oxygen bơm vào. Ok ha. Ok ha. Rồi. Rồi. Sau khi mà lượng oxygen bơm vào á thì nó sẽ là trộn vào cái không khí của bên trong cái thang này. Cái thang này trong trường hợp này nó đang là không khí nha, không khí tinh khiết nó đang là 50 lít. Ra. Rồi. The mixture is removed at the same rate nha. Tức là nếu mà lượng mà oxy bơm vào mà lượng oxy mà bơm ra nó bằng như nhau á thì nó sẽ là bên trong này thì nó sẽ là remove, nó không có bất kỳ oxy nào cả. Ra ha. Rồi. Nhắc lại nha, the mixture is removed. Same rate tức là inflow, rate of inflow và rate of outflow nó bằng nhau. Mình ghi cái đề bài lại nha. Sau khi đọc đề bài thì mình sẽ có được là rate of inflow. À, thì cái thằng này mình gọi là in nha. Rate in. Là inflow đi ha. Rate of inflow. Cái này mình dịch là tỷ lệ bơm vào hay là tốc độ bơm vào, nó đều như nhau nha. Thì mình sẽ được là 5 nè, đơn vị là lít nè, trên phút nè nha. Nãy giờ mình tổng kết là bài này là bài khó nhất nha, không? Nó nói rằng nếu mà rate of inflow mà nó bằng rate of outflow thì là nó không được cái oxygen này, nó không được hòa tan trong cái thang này, tức là nó bị remove đó ha. Rồi nó nói rằng là hãy xây dựng một phương trình vi phân mà nó cho mình rằng là give the plant air content là 23% oxygen ha. Tức là hiểu nôm na là ban đầu này nha, là khi mình có là 50 lít ha, thì nó sẽ chứa là 23% ha, 23% của lượng oxygen ha. Mình nhắc lại nha, trong 50 lít này nè, yeah, thì nó sẽ chứa cho mình nè e này nha, nó sẽ chứa là 23% của oxygen, tức là mình sẽ có lượng oxygen này ha, mình sẽ có trong cái thằng là cái thang này ở ban đầu nha, ở thời điểm ban đầu nha, đúng nha, thì sẽ bằng là 50 mình nhân cho 0.23 thì cái này mình sẽ bấm được nó bằng là 11.5. đây là ban đầu nha, tức là khi t bằng 0 đó, mình chưa có bơm gì vào cả, thì ban đầu là nó sẽ là không khí bên này thôi, trong mình là chứa không khí, và toàn bộ 50 lít khí này nè thì nó sẽ chứa 23% của oxygen, mình đổi ra thì nó sẽ chứa cho mình là 11.5 lít oxygen ha. Rồi bây giờ mình đi thiết lập phương trình vi phân, ok không? Yeah. Mình nhắc lại nha, ở thời điểm t bằng 0 đây là lượng oxygen, rồi bây giờ bắt đầu là mình cho thời điểm t lớn hơn 0,
khi mà t lớn hơn không á thì bắt đầu là lượng oxy thì nó bơm vào, ok nha, bơm vào nè, ok chưa? À, t lớn hơn không á thì mình gọi chung của nó là một thời điểm t bất kỳ, ok. Ở thời điểm t bất kỳ thì mình gọi cái lượng oxygen ở trong cái thang này nha, t bằng không thì nó bằng 11.5, nhưng mà ở thời điểm là t bất kỳ á là lúc đó mình đã bơm cái lượng oxy này vào rồi thì lúc đó nó không còn bằng 11.5 nữa, mà ứng với thời điểm t bất kỳ á mình cho nó bằng một đại lượng V, ok chưa? Được không? Thì lúc này mình sẽ có được là dV trên dt, thì đây là độ thay đổi của lượng oxygen, ok chưa? Không nha, thì nó bằng, mình nhắc lại nha, V là lượng oxygen ở thời điểm t bất kỳ. Nếu mà t bằng 0 thì nó bằng 11.5, mà tại vì là mình đã bơm vào rồi thì nó không còn bằng 11.5 nữa. Mình gọi là ở thời điểm t khi mình bơm vào nó là một thằng V. Vậy dV trên dt là độ thay đổi của oxygen ở thời điểm t, nó bằng là rate of inflow, tức là tốc độ vào trừ cho tốc độ ra đó, trừ cho là rate of outflow. Rồi bây giờ mình đi tính là rate of inflow và rate of outflow để mình tính ha. Bắt đầu tính này. Rate of inflow tức là lượng oxygen mình bơm vào, thì lượng oxygen tức là tỷ lệ mình bơm vào hay là vận tốc mình bơm vào thì mình sẽ bằng là 5. Ok chưa? Được không? Ok không? Rồi bắt đầu nha. Rồi mình phân tích tiếp rồi nha. Rồi. Khi mình bơm oxygen vào lúc này thì lúc này á là cái lượng của nó là V, lượng oxygen trong này là V. Ok chưa? Ok không? Mình phân tích cái thằng là rate of outflow chứ nha, vì nó phức tạp nhất. Phân tích rate đây gọi là nhát rồi nha. Ok không? Rồi. Mình biết rằng á là cái lượng bơm vào bơm ra nè, nó cũng bằng là 5 lít trên phút, nhưng mà mình không biết là cái lượng oxygen là bằng bao nhiêu. Phân tích tiếp nha. Gắng hiểu các bạn chắc nha. Tiếp tục nha. Ok. Tiếp tục nha. Alo bạn em nghe không? Yeah. Nha. Mình bơm vào là 5 lít trên phút là toàn bộ nó đều là oxygen hết. Tức là mình nói chung là số 5 này nè. Toàn bộ 5 này á nó là oxygen, pure oxygen. Nhưng mà khi mình bơm ra cái vận tốc nó vẫn là 5. Nha. Yeah. Nhưng mà 5 này không phải là toàn bộ nó không phải là toàn bộ nó là oxygen. Vì khi mà mình bơm cái 5 lít này vào thì nó sẽ hòa tan với 50 trong này nè. Được chưa? Đúng không nè? Không. Mình bơm 5 tinh khiết này vào thì nó sẽ hòa tan trong này cho cái lượng không khí trong này. Nên mình bơm ra là về số thì nó vẫn là 5 lít, nhưng mà cái lượng bua oxygen á nó không phải là bằng 5. Hiểu không? Ok không? Được không? Ok ha. Rồi, tiếp tục nha. Phân tích tiếp nha. Về số lượng á là ban đầu là 5 lít bua oxygen, nhưng mà ra cũng là số 5. Nhưng mà cái 5 này nó là cái hỗn hợp vừa không khí mà vừa bua oxygen. Nha, mình nhắc lại nha, số 5 này nè, nó bằng nè là bua oxygen. Mình sẽ là cộng cho cái thằng E. Đó, hai thằng này nó mới bằng 5 được. Vì là mình bơm 5 vào thì cái 5 này nó sẽ hòa tan xung quanh. Đó. Để cái bình này nó luôn luôn bằng 50 lít á thì 5 đi vào thì phải có là 5 đi ra. Nha. Rồi. Bây giờ mình xem là coi thử là trong cái 5 lít đi ra này nè có bao nhiêu lít là pure oxygen nha. Tại mình đang tính là V là pure oxygen mà nha. Rồi thì tính là pure oxygen nha. Rồi tính này nha. Rồi. Nếu nha 100% trong này, thấy không? 100% này nè, nó là pure oxygen thì cái thằng là rate of outflow này nó bằng 5. Là điều đó không có gì bằng cái. Ok không nè? Được chưa? Mình nhắc lại nha. Nếu mà trong 50 lít này nè là 100% nó đều là pure oxygen thì nó sẽ kéo theo là toàn bộ cái này ra ngoài nè, nó đều là pure oxygen hết, nó không có E. Hình dung được không? Ok chưa? Vậy mình phải đi tính được là thành phần phần trăm của cái thằng là pure oxygen nó có trong 50 này. Được chưa? Ok không? Tức là trong 50 này nè, nó sẽ là cái thằng pure oxygen nó chiếm bao nhiêu phần trăm. Ok không? Được không? Ok ha? Rồi. Nhắc lại nha, nếu mà 100% á thì toàn bộ cái năm này nó sẽ là 5 pure oxygen. Nhưng mà cái này nó không phải là 100% của pure oxygen, nó là một cái hỗn hợp giữa pure oxygen và cái E nha. Đó.
Bắt đầu mình tính rồi nha. Thì mình sẽ có được là số lượng mua oxygen là quy. Được chưa? Được không? Mà cái tổng hợp cái thể tích nó luôn bằng 50. Nha. Số lượng mua tức là trong 50 cái lít này này nó chứa cho mình là quy của oxygen. Vậy thành phần phần trăm nó sẽ bằng là quy mình chia cho 50. Hiểu không? Được không? Được không? Yeah. Nếu mà 100% thì mình nhân cho 5 nè thì mình ra được lượng mua oxygen. Vậy trong này là nó chiếm nhiêu đây nè. Đó. Thì trong trường hợp này mình lấy thập phân luôn nha. Mình giả sử cái này nó bằng là 0.8 đi. Đó, giả sử nha. Đó, chưa? Vậy vậy cái này là phần trăm của mua oxygen mình nhân cho 5. 5 là 5 lấy ra là tức là trong 5 này nè, nó có bao nhiêu phần trăm oxygen đây, đây là phần trăm của nó nè. Đó, mình nhân cho 5. Thì đây là cái lượng ray of outflow nó của mua oxygen nó đi ra. Hiểu không? Nè. Thằng này thằng là phần trăm của mua oxygen nó có trong 50. Chú nha. Trường hợp đặc biệt nếu toàn bộ trong này đều là mua oxygen thì mình lấy luôn 5, tức là cái này nó bằng 100% nè. Nha. Đó. Vậy nó sẽ trừ cho là quy mình chia cho 50. Cái này là phần trăm nè. Đó. Nó nhân cho 5. Tức là phần trăm của mua oxygen nó có trong 50 lít hỗn hợp. Đó. Mà phần trăm có rồi mà tổng số là 5. 5 lít á, lại lấy phần trăm nhân cho 5 thì mình ra được lượng bu oxygen nó chảy ra. Ok chưa? Không? Thì trong này nó có thêm một bài toán nữa, bây giờ nó không phải là bu oxygen mà là bài toán là so ha, là nước muối, là muối đó nha. Tức là ban đầu nó cho mình là một hỗn hợp nước muối, tức là trong này chỉ là hỗn hợp cái dừa nước dừa muối trong này ha. Tức là nó đang nhạt á. Được chưa? Tức là một tưởng tượng nha, là 50 lít trong này là vừa nước vừa muối mà mình thấy nhạt quá. Được chưa? Mình bơm ở đầu vào là mình bơm cho mình bơm sẽ là 5 lít muối vào để mình làm là mặn mà, đúng không nè? Rồi mình cũng nhả ra là 5 lít, lúc này là 5 lít hỗn hợp nha, không còn là muối nữa nha. Đi vào là toàn bộ là muối, còn đi ra là hỗn hợp. Đó. Thì lúc đó thì nồng độ muối trong này nó tăng lên nè. Đó. Thì bài toán tương tự. Lúc đó ban đầu thì nó nhạt, sau khi mình thực hiện quá trình này á thì lượng muối bắt đầu nó mặn từ từ lên, hiểu không? Không? Được không? Được không? Rồi. Vậy là sau khi mình giải được cái này, mình xây dựng được mô hình rồi, bắt đầu mình giải là xong rồi. Đúng không? Giải nè. Rồi, thì lúc này mình đi giải, mình biến đổi, mình đưa về phương trình là mình biến xuống quẩn cái này xíu nha. Thì cái này mình sẽ được là 5, mình trừ cho là quy, mình chia cho 10. Ha. Từ đây mình suy ra quy đồng luôn đi ha, mình sẽ được là 50 mình trừ cho là quy mình chia cho 10. Ok, vậy mình sẽ được là d quy trên cho là 50 mình trừ cho quy mình bằng là 1/10 mình nhân cho dt. Ok không? Ok nè. À, từ đây mình suy ra là trừ log ni b chuyển tới của là 50 mình trừ cho quy mình sẽ bằng là t phần 10 cộng cho c. Quy nè, nó là lượng bua có trong 50 nên là tối đa là chỉ bằng 50 thôi, nên là số này luôn dương nên mình bỏ luôn chuyện đó ha. Là 50 trừ cho quy. Quy là cái lượng bua nó có trong 50 mà, nên tối đa của quy chỉ bằng 50 thôi, còn lại nó nhỏ hơn, nên là 50 trừ quy lớn hơn 0, nên chị đối bỏ luôn, không nè, ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi giải phương trình này, mình đi tìm quy, ha. Mình chỉ ra được là, đầu tiên là mình phá dấu trừ trước ha, mình được là log của là 50, mình trừ cho quy, mình bằng là trừ của t phần 10, mình trừ cho c thành cộng c luôn ha, cho nó đẹp ha. Tôi làm nháp ra ngồi xíu luôn, ghi kết quả vào cho nó gọn ha, con nó dài quá ha. Mình sẽ được là 50 mình trừ cho quy mình bằng là e mũ của trừ t phần 10 mình cộng cho c. Tại đây mình hiệu chỉnh mình được là e của c nhân e của t phần 10. Tại đây mình được là c e mũ trừ t phần 10. Và mình giải được là thằng quy mình sẽ bằng là 50 mình trừ cho là c e mũ của là trừ t phần 10. Ok không? Này quy này ha, mình chuyển sang bên phải, thằng cách chữ c chuyển sang bên trái, rồi đúng rồi đó, được không? Ok không? Ok xuống nhá nhỉ?
Rồi, bây giờ mình áp dụng điều kiện ban đầu để mình đi tìm cái thằng là C. À, điều kiện ban đầu này mình có rồi, tức là khi T bằng 0. Khi T bằng 0 tức là mình chưa bơm cái lượng bua oxygen vào thì cái lượng V á nó bằng là 23% của 50. Tức là 50 nó nhân cho là 0.23. Đây là lượng bua oxygen có trong cái thang ở thời điểm ban đầu. À, nó sẽ bằng cho mình là 11.5. Rồi mình áp dụng nha. Từ đây mình suy ra. Mình thế vào bên phải chứ không? Mình được là 50. Mình trừ cho C. Mình sẽ bằng là 11.5. Từ đây mình suy ra được là C mình bằng là 38.5. Ha? Rồi mình xúc ngược lại. Mình được là V mình bằng là 50. Mình trừ cho là 38.5. Nhưng E mũ của là T phần 10. Ha? Rồi, có gì thắc mắc thì hỏi không? Ok không? Yeah. Rồi, tiếp tục này ha. Nó hỏi mình rằng là sau bao lâu thì cái lượng oxygen nó sẽ chiếm 50%. Ha? 50% tức là lúc này nó sẽ còn lại cho mình là 25 á, đúng không nè? Vì ban đầu là 50 mà, đúng không nè? Đó, vậy mình sẽ có này nha. V nè, nó bằng là 50 nè, nó nhân cho là 50% là 0.5 đó. Ha? Tức là lượng oxygen nó bằng là 25 đó. Ha? Cái này có dấu ngoặc rồi thì không cần nữa. Đó, thì từ đây mình suy ra là 25, mình ghi bên phải trước đi ha, mình được là 50, mình trừ cho là 38.5, E mũ trừ T phần 10, mình bằng là 25. Tại đây em giải T ha, ví dụ này là giải T ra bao nhiêu? T thì nó sẽ bằng là 4.317 phút ha. Đơn vị T phải phút không? Phải phút đúng không ạ? Rồi confirm thì đúng không? Dạ đúng. Rồi ok, trong này mình giả sử mình có thêm một cái câu nhỏ, đó là câu C. Nó nói rằng là khi mình để mình giữ luôn mãi mãi đó thì cái thằng Q sẽ bằng bao nhiêu nha. Câu C ha. Mình để bài mở tức là thằng T này nè, nó tiến ra vô cùng. Ok ha. Tức là mình để cái hệ thống này nó chạy miết thì cái thằng V nó sẽ bằng bao nhiêu ha. Mình nhìn vô cái phương trình ha. Khi mà T ra vô cùng á thì thằng này nè nó sẽ ra cho mình là âm vô cùng. Được chưa? Tại vì là mình có dấu trừ trước đó. Nó nè, mình vẽ cái đồ thị của hàm E này ha. Đây là đồ thị của hàm E E mũ nè ha, không? Rồi. Khi mà T, khi mà cái phần tròn này nha, phần tròn nè, nó tiến ra âm vô cùng. Thì đây là đồ thị nó tiến ra âm vô cùng đây nè, đây là E tiến ra âm vô cùng nè, âm vô cùng này nha. Thì cái thằng E toàn bộ, cái thằng E thì đây mình suy ra nè nha. Và thằng E mũ của là trừ T phần 10 nè, nó sẽ tiến ra 0, nhìn tiến ra 0 này nha, đây nè, âm vô cùng nè, đây là đồ thị của nó nè. Đó, thì lúc này thì mình suy ra luôn, là thằng Q á, sẽ bằng luôn 50 lít. Tức là toàn lúc này mình để thời gian nó chạy mãi mãi á thì lượng mà 50 ban đầu á nó chỉ là E thôi, nhưng mà mình để thời gian cái hệ thống này nó chạy mãi mãi á thì 50 này nó sẽ toàn bộ của nó sẽ là oxygen thôi nha. Nếu mình chạy mãi mãi, hiểu không? Dạ. Yeah. Ok, rồi mình tìm một câu tương tự mình thực hành thử nha. Câu này mình nghĩ là câu khó nhất thôi mà cũng không khó lắm ha. Để mình tìm câu tương tự. Đó, bài tập đó mới chờ nữa nha, cái gì là một cái kinh phô. Nãy giờ mình làm chắc đủ dạng hết trong này rồi á. Đây nè, bài để mình nối muối nè, trong này nó có câu để coi cái bài nào nó có đây ha. Sugar, bài này thì nó pha sugar nha. 17, 18 nó là một dạng này, mình làm bài 17 nha. 17, 18. Rồi, 17, 18 nha. Làm bài 17 nha, cái trang này nha. Yeah. Tức là hỗn hợp này là hỗn hợp sugar, nó làm tăng nồng độ ban đầu lên. Nó. Mình vẫn chưa giải nha, bây giờ mình sẽ giải bình thường.
Rồi mình dùng cái bình này mình xài đỡ à. Rồi trong bài này thì mình phải đổi đơn vị rồi nha. Rồi nó cho mình là 200 một trong này là cái tang này thì có là 100 lít nước ha. 100 lít cái tang mình là 100 lít. Trong 100 lít này thì mình chứa là 20 kg đường. Đó ha, tức là mình nghĩ đơn vị là cái thằng kg này, mình chuyển sang lít thì nó từ 20 lít thì tương đương với 20 kg là 20 lít nha. Về mặt tương đương đó ha. Rồi cho nó cùng đơn vị. Rồi. Run into nè, tức là flow bơm vào nè. Là nó bằng là 1 ha. Rồi, trong trường hợp này là đường là mình gọi là S nha. S là lượng đường nó có trong cái thang này. Thấy không? Ở thời điểm T. Mình nhắc lại là T bằng 0 thì mình có rồi nha. Mình sau khi mình thả cho cái hệ thống nó chạy á, cho nó run á, thì mình được là T một cái thời điểm T lớn hơn 0 bất kỳ. Mình gọi đại diện cái số lượng đường ở trong cái thang này nó là S. Ok không? Được không? Rồi. Yeah. Vậy mình sẽ có được là ds trên dt nè, nó sẽ bằng là rate of là inflow. Rate of inflow thì nó bằng cho mình là water run 10 nha. Là 1 lít trên phút. Rồi the solution is contained by hand and of the same time solution is pump out là cũng là 1 lít trên phút luôn, tức là cái vận tốc nó như nhau đó nha. Và này thì nó khác nha. Bài này là cái bơm vào nó là bơm nước vào, tức là bài này là nó là pha loãng chứ không phải là nó tăng nồng độ của đường. Phân tích rồi nha. Tại vì là nước nó bơm vào mà nha. Tức là hỗn hợp ban đầu của mình á là hỗn hợp đường và nước. Nếu mà nó bơm đường vào á thì nó sẽ tăng cho mình là cái thằng lượng đường nha. Tức là pha ngọt thêm. Nhưng mà bài này thì nó không có bơm đường vào mà bài này nó bơm nước vào. Ok ha. Được không? Ok ha. Cũng tương tự thôi, cũng không có gì phức tạp đâu ha. Rồi ok, mình có thể là dùng cái lượng nước để mình là có thể dùng nước để mình làm ha. Rồi cái lượng bơm ra vẫn là một lít trên phút nè, ở thời điểm là t phút. Rồi nó cho mình khối lượng là m, nó cho mình chữ m không dùng chữ s nha, m nè, m ha. Ok ha. Rồi thì m rồi tiếp tục ha. Yêu cầu mình hãy đi tìm là ray remove at t at the time t ha. Rồi ở đây m nha sẽ bằng là ray nè of là inflow trừ cho là ray of outflow. Ok chưa nè, bắt đầu mình có là nha, ray of inflow mình đang lấy đường làm gốc nha, chú nha. Mình vẫn là độ, đây là độ thay đổi của đường nè, ok chưa? Không. Rồi, mà do là tại vì ban đầu là nó bơm vào là bơm vào nước nên là rate of inflow nó bằng 0. Hiểu không nè? Tại vì mình đang mình lấy đường làm chuẩn mà bơm vào là bơm nước mà. 1 lít trên phút này là toàn bộ là nước nè, nên là lượng đường nó bằng 0. Hiểu không? Ok không? Yeah. Rồi trừ cho nè nha. Thì mình gọi là M. Mình sẽ tính được là trong 100 lít này nè. Yeah, phần trăm của nó là trong 100 này nè, đây là tổng lít là 100. 100 này là 100 vừa nước vừa đường. Vừa sugar vừa nước nha. Vậy M phần trăm trước nha. Phần trăm nó sẽ bằng là M mình chia cho 100. Ok không? Được không? Ok không? Yeah. Rồi nó nhân cho tức là đây là thành phần phần trăm của đường nè, nó có trong nước nè. Nó nhân cho cái thằng là ao nè, a của nó là vẫn là 1 lít nè nha. Vậy mình sẽ nhân cho 1, nhưng mà ở đây là m nó cho mình là m ở đây nó cho mình là kg nha, nhưng mà đây mình có cái đơn vị thôi nha, nhiều lúc cái đơn vị nó lừa á. Coi có bị lừa cái đơn vị không ha. Ở đây là lít. Không thì mình sẽ đổi đơn vị ra cũng được để coi có bị lừa đơn vị hay không nha. Rồi vẫn là kg nha, chắc là phải kg lít trên phút. Kg 20 nhân 0.5. Rồi chắc là 2 lít, chắc là 2 lít 2 nhân 0.5. Giờ mình nhắm trước, mình nhắm đơn vị số 2 lít trên phút.
2 nhân cho là 2, 2. 2, 2 là trong này 2, ở góc ra đơn vị lít khi lên phút rồi. Rồi, cứ để đơn vị đi, từ mình xử lý xong. Rồi, ok. Vậy là trong trường hợp này là... Ok, vậy mình thống nhất là 1 lít là 1 kg nha. Ok, 1 lít nó bằng là 1 kg. Chứ nếu có cái gì sai đơn vị thì mình hiệu chỉnh lại thôi. Mình làm mô hình cho đúng đã. Ha. Rồi, thì chỗ đây mình sẽ nhân cho 1 nha. Ok không? Dạ. Rồi, thì bây giờ mình đi giải phương trình vi phân này. Ha. Mình ra được là DM trên DT. Mình sẽ bằng là, mình đưa xuống luôn. Mình sẽ bằng là M trừ cho là 1 phần 100T. Thì đây mình sẽ ra được là log chịu đối với M, tức là log log M. Mình sẽ bằng là, cái đây là chỉ là M, chưa nghiêng hàm ra. Mình nghiêng hàm ra thì mình sẽ được là đá DT lên. Đây mình sẽ được là trừ của là T chia cho 100. Mình cộng cho C. Rồi bây giờ mình đi giải phương trình này. Từ đây mình suy ra là cái thằng là giải nháp xíu nha, để mình ghi ra M cho nó gọn. Vì M là khối lượng nó luôn dương nên mình bỏ luôn chỗ này luôn. Ok, và mình sẽ ra được là M nè ha. Nó sẽ bằng cho mình là E mũ của trừ T phần 100 cộng cho C. Vậy nó bằng là E mũ C nhân E mũ trừ T phần 100 ha. E mũ C là mình hiệu chỉnh về C luôn. Vậy nó sẽ bằng cho mình là, từ đây suy ra M. M nó sẽ bằng cho mình là C nhân cho E mũ trừ T phần 100. Ok không? Được không? Được không? Dạ. Rồi để mình phân đoán thử nha. Có cái sai không? Chắc đúng đó ha. Này là câu 17. Các solution mở ra thử ha. Rồi đúng không? Cái phần này là như là 11D đúng không? D. Ừ. 11D câu 17. Lâu quá. Dạ đúng. Đúng không? Vậy là nó thống nhất là do thực tế là lít nó không có bằng kg nha. Đây là mình nó chỉ sắp xỉ thôi. Nên sợ sai chỗ đó, bây giờ nó có một hằng số nữa. Ok, đúng rồi, bây giờ mình sẽ làm gì là mình câu đáp án nhân câu này là tìm M rồi nha. Vậy đây là đáp án câu C nha, được không? Là câu C. Đáp câu C là giải tìm M đó. Vậy câu B là setup cái phương trình vi phân. Thì đây là cái phương trình vi phân này, đây là câu B này nha. Câu A thì nó yêu cầu mình là đi tìm cái lượng mà lượng mu này ha, lượng sugar mu này. Sugar mu là nó sẽ đi chung với lợi cái này thì nó sẽ bằng là M chia 100. Vì trong này nó có từ mu rồi đó, mình bỏ dấu trừ đi nha, được không? Rồi. Tiếp tục thì mình đi vẽ đồ thị thôi, đúng không nè. Trước khi vẽ thì mình biến đổi một xíu. Vẽ thôi nha. Mình sẽ ra được là C. Để coi được cái điều kiện ban đầu không đã, mình giải điều kiện ban đầu nha, cái điều kiện ban đầu mà ha. Điều kiện ban đầu thì giải C cái ha. Mình có là với T bằng 0. Thì ban đầu là chưa bơm nước vào thì lượng đường nó sẽ bằng là bao nhiêu đây, lượng đường nó bằng là bao nhiêu, nó bằng cho mình là 20 ký nha. Đó, T bằng 0 thì M bằng 20 nha. Rồi mình xuất vào mình sẽ được là C nó bằng 20 nha, được ha. Từ đây mình suy ra là M mình bằng là 20 E mũ trừ T phần 100. Rồi, bắt đầu vẽ hình thôi, vẽ hình đó. Để vẽ hình thì đầu tiên mình quy về những cái hàm cơ bản mình vẽ, mình viết lại đó nha. Sẽ bằng là 20 E mũ của trừ 1 phần 100 T nha. Thì cái này thì nó là A nè, A của nó thì nó sẽ nhỏ 1. Vậy là đây là bút chì sẽ là mô hình của nó này nha. Mình là bút chì mô hình này, mình vẽ luôn. Đây là mô hình của nó đây. Vì nó nhỏ 1, vậy nó như sau. Mình vẽ lên cái hình luôn ha.
vì nó nhân 20 giờ trước thì cũng không bị ảnh hưởng nha, mình ra được hình dáng. Rồi bây giờ mình label lên thôi. Label tức là chỗ đây mình sẽ có, ở đây mình sẽ có được là M nè. Ở đây mình sẽ có được là T nè. Rồi ở đây là T bằng 0, T bằng 0 thì mình xếp vào này thì sẽ bằng 20 nha. Thì chỗ đây label lên sẽ là T bằng 0 và M bằng 20. Ok ha. Rồi. Từ đó mình suy ra này nha. Khi mà mình để hệ thống này mình chạy mãi mãi đó, tức là thằng T tiến ra vô cùng. Thằng T tiến ra vô cùng thì thằng M này nó dần dần tiến về 0, tức là lúc đó thì không còn M là đường á, mà cái thằng M tiến về 0 thì trong cái thang của mình á nó không còn đường nữa, hiểu không? Ha. Hiểu được không? Nhưng mà cái này chưa phải là đồ thị nha, đồ thị chỉ là phần màu đỏ này thôi, vì cái T là thời gian nên là mình chỉ lấy cái phần này thôi. Những con này rất là hay nha. Ok không? Yeah. Nó có một cái trick mình phải nắm được là cái lít này nó sẽ bằng là 1 kg để khỏi bị lừa. Chứ không là không nhận ra được chỗ này là làm sai á, mình sẽ bị confused ngay. Thực tế thì nó không bằng nha, nhưng mà bài này thì nó không đề cập, tức là nó chỉ bằng. Thực tế nó không bằng đâu, nó chỉ sắp xỉ thôi. Yeah. Rồi, câu gì thắc mắc thì hỏi nha. Cái gì thì luyện tập thêm, nó tới một đống bài tập nè. Nha. Không? Cố gắng giải hết rồi thì tư duy suy nghĩ, cái gì thắc mắc thì nhắn lên mình support cho. Ha.